Kính thưa quý vị, Trọng Nghĩa đã thử rất là nhiều cái ghế mà body massage rồi. Nhưng mà đây là cái ghế mà gọi là cái ghế của Panasonic MAJ7. Trọng Nghĩa rất là thích bởi vì nó có những cái gọi là những cái chức năng đó, nó ôm sát cái body, cái thân thể của chúng ta, và nó massage rất là nhẹ nhàng, và nó gọi là một cái chữ mà rất là đời thường, đó là rất là đã, thưa quý vị. Và Trọng Nghĩa là vốn là một người nghệ sĩ cho nên hay thức khuya lắm và hay nhức mỏi, tại vì phải là giống như là nhiều khi làm việc computer rồi đại khái là thức khuya đó và tập trung rất nhiều trong khi làm việc, thành ra khi mà cái ngồi cái ghế này đó nó làm nó giúp cho chúng ta được thư giãn, và nó giống như nó làm cái nhiệm vụ massage của mà rất là nhiều người làm cùng lúc đó, tức là cái chân á thì có những cái rollers á, những cái gọi là những cái bánh xe tròn mà nó lăn, nó thoa bóp và nó rất là hay và làm cho cơ thể chúng ta được thư giãn đó, và ngay cả tay chân và vai cổ, nhất là cái cổ hay mỏi. Thưa quý vị nào làm computer nhiều hay là quý vị làm những cái công việc nặng nhọc, cho quý vị biết là cái vai rất là dễ mỏi, và cái lưng nữa, và sau đó là cái lower back, thế là cái khoảng cái lưng của chúng ta và phía phần dưới đó, nó làm nó rất là, nó thoa bóp và nó đấm bóp cho chúng ta, đúng là cái chữ đấm bóp á, rất là gọi là nhẹ và nghĩa là, nhưng mà nó vừa đủ, nó cũng có mạnh ở trong đó, nhưng mà nó làm cho chúng ta rất là thư giãn và chúng ta có cảm tưởng như là những gân cốt chúng ta được thư giãn ra. Đó là cái cảm giác mà Trọng Nghĩa nhận thấy khi mà ngồi trên chiếc ghế Panasonic mà được, thưa quý vị, được nghĩa là giống như là được sản xuất tại Nhật Bản, chính gốc Nhật Bản, và cái ghế này gọi là ghế Panasonic MAJ7, thưa quý vị, rất là hay.